Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 9632 về việc phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh để hỗ trợ công dân có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhận được các văn bản quyết định của các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Trị, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Cà Mau về việc đề nghị phối hợp hỗ trợ đưa đón công dân các tỉnh này đang cư trú làm việc tại Đồng Nai trở về địa phương theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị sở lao động thương binh và xã hội đồng nai làm đầu mối phối hợp với công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở giao thông vận tải sở y tế ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai và ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động phối hợp với các ngành chức năng của các tỉnh đắk lắc quảng trị bạc liêu ninh thuận quảng nam quảng ngãi khánh hòa và cà mau để có phương án hỗ trợ phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 2021 về phòng chống dịch COVID-19. Văn bản số 9187 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 5225 của Văn phòng Chính phủ và văn bản của Ủy ban Nhân dân các tỉnh vừa nêu trên.